xin chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với cái video tiếp theo ở trên kênh của em. Thì ngày hôm nay quay trở lại với các bác đó chính là một chiếc nâng tiếng AX300. Hiện tại bên em sẽ thực hiện và test cho anh Quang ở Hà Nam. Đấy, gửi đi ngay và luôn trong chiều nay cho anh em. Đó, đẹp không các bác? Nâng tiếng là một trong số những sản phẩm để thiên về dành cho karaoke gia đình và nghe nhạc anh em nhé. Đấy, không dành cho sự kiện. Nó tiếng nhạc nó ra ở trong gia đình khá là ok nhé. Khi anh em kết hợp với một chiếc vang cơ, một vang cơ lai số, một vang cơ ấy, thì nó sẽ cho ra chất âm rất là tuyệt vời. Đấy, em khuyên anh em mà nên kết hợp với lại vang cơ, cơ lai số. Còn vang số thì anh em không nên kết hợp, tại vì là khi mà qua vang số nó sẽ phá vỡ mọi định luật anh em nhé. Đấy, còn vang cơ thì nó sẽ cho ra chất âm rất là hay. Bây giờ em sẽ test thử lên cho tất cả các bác cùng nghe thử cái chất âm mà khi qua nâng tiếng và không qua nâng tiếng nó sẽ như thế nào anh em nhé. Và đây là sản phẩm chính hãng của DB Cotic, tem này, tem hãng này, tem bảo hành này, tem check mã QR của sản phẩm chính hãng hay không chính hãng, anh em chỉ cần check cái này là biết là hàng chính hãng hay không chính hãng anh em nhé. Đó, đây là mặt đằng sau của em, nó có hai đường input này, output input này, sub bass này, có cả các sub các bác nhé. Đấy, output input đây có thể output input bằng cổng hoa sen á, dành cho âm ly anh em nhé. Anh em sử dụng âm ly, anh em sử dụng qua cầu chữ U ấy, anh em cắt qua cầu chữ U, anh em gỡ ra, anh em đấu con này vào nhé. Tất cả mọi thứ đều qua nâng tiếng rất là hay. Bass, trung, chép, đấy, nhạc này, chế độ chơi nhạc này, từ classic đến pop này, đó, tune này, mid này, đấy, giải bass này. Ở đây là cắt sub các bác nhé, cần phải cắt sub khá tốt, cực tốt luôn. Ok, bây giờ em sẽ test trên con đại AAP 1004 này cho tất cả các bác cùng nghe thử xem như thế nào nhá. Rất là tuyệt vời. Và khi các bác mua hàng bên em sẽ được tặng những phần quà như thế này nhé các bác nhé. Là một tặng cho các bác một cặp dây Canon. Nếu các bác sử dụng cho âm ly thì em sẽ tặng các bác cái dây đực ra hoa sen nhé các bác nhé. Đó. Còn các bác sử dụng dây các bác sử dụng cho vang số hoặc vang cơ thì em sẽ tặng các bác đầu đực cái như thế này. Hàng chất lượng tốt này, em tự làm các bác nhé. Đấy, tự làm cho nên là chất lượng, em lựa chọn những cái loại dây và những cái loại rắc rất là tốt. Đấy, ok. Em vừa mới kết nối xong với con đẩy APP STD 1004 nhé. Đây đang đấu sống luôn, trực tiếp từ vang cơ, từ nâng tiếng xuống đẩy luôn. Đó, em sẽ bật nguồn lên, bật để các bác khởi động từ đẩy trước nhé. Đấy, AAP này rất là khủng, đẹp nữa chứ. Đã khủng lại còn đẹp, giá hợp lý. Đó, à quên, chúng ta sẽ bật nâng tiếng trước các bác nhé, để tránh hiện tượng có hiện tượng tiếng nổ bụp bụp xảy ra ở loa chúng ta khi bật tắt thiết bị không đúng. Đó, đây đang sử dụng iPad đây, trực tiếp cắm trực tiếp vào con nâng tiếng này luôn. Đó, khi mà bật lên thì nó sẽ có cái LCD, màn hình LCD hiển thị như thế này, có chép này, có chế độ chơi nhạc này, từ class cho tới pop này, đấy, tune này và bass mic này. Đấy, cái này là đấy, chung đấy, đấy chung. Ok, đây có cắt sub này. Đó. Đây là bypass này. Bypass nha các bác, đây là bỏ qua, đây là sử dụng nâng tiếng này, đây là bỏ qua nâng tiếng này. Đấy, tiếng không qua nâng tiếng nữa. Bây giờ em sẽ bật đẩy lên nhá, để xem trước khi sử dụng nâng tiếng và không sử dụng nâng tiếng xem tiếng như thế nào nhá. Em sẽ bật tắt bật từng kênh một. Đó. Cho nó chạy nha các bác nhé, em cho nó chạy này. Đây là không qua nâng tiếng nhá. Em đang sử dụng CISC này. Anh em anh em cắm tai nghe vào mới cảm nhận được nhá. Anh em không cắm tai nghe mà không biết được đâu. Em bảo anh em ạ, anh em phải cắm tai nghe anh em mới biết được, chứ loa điện thoại nó không giải quyết được cái vấn đề chất lượng âm thanh đâu các bác nhá. Đó, mở lên này, đây là không qua nâng tiếng nhá. Bây giờ em sẽ bấm vào để cho nâng tiếng hoạt động và xem nó như thế nào nhá. Đây, em sẽ mở cổng như thế này. Bấm vào này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
buồn mà em nghiêng hết nay mới về phương anh mà em nghiêng hết ấy mới về phương anh đấy. Như anh em có thể cảm nhận nhá, khi mà em nhả cái nút này ra tiếng rất là xấu, tiếng tối, tiếng xấu thậm tệ luôn các bác ạ. Đây em nhả ra, mở to lên. Trường sơn đông, trường sơn tây, bên nắng đốt, bên mưa quay. Em sơn tây, em sẽ tây. Các bác nghe thấy nó có khác không? Khác hoàn toàn luôn nhé. Đây là em chứng minh trên cái video này là các bác có thể nghe bằng điện thoại là khác hoàn toàn luôn các bác nhé. Đó, giải tép nó rất là mịn, bát chắc. Đó. À, trên thị trường em thấy có rất nhiều những cái mẫu nâng tiếng, ví dụ như Idol 100, 200, 300 như thế. Em cái đấy thì em không quan tâm lắm, tại vì là trước em đã có từng sử dụng những cái mẫu rồi, nghe nó không cải thiện nên không đáng là bao nhiêu. Đấy, so với những cái dòng này thì đúng xứng đáng đồng tiền các bác bỏ ra. Đấy, giá rất là hợp lý, chỉ hơn 1 triệu. Đấy, bảo hành cho các bác 1 năm. Ok. Anh em nào có nhu cầu sử dụng cái mẫu nâng tiếng này thì có thể liên hệ qua cho em nhé, hoặc để lại số điện thoại bên em sẽ gọi điện và tư vấn. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh để liên tục cập nhật những video mới nhất mà em ra trên kênh của em hàng ngày nhé. Ok, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.